À, em thì cũng vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc, nhưng bình thường thì có thể rất là khó gần. Khó gần hả? Dạ, ví dụ như quen rồi thì nói chuyện rất vui vẻ, còn không có quen là khó gần luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy sao hồi bà mối bấm đi qua bên kia và tiếp xúc trời. Nhưng mà do hai đứa không có hợp nhau hay cãi nhiều á nên là chia tay. Nãy cãi nhau mấy lần, tuần nào cũng cãi, không quen tới 3-4 năm rồi. Tuần nào cũng cãi chứ hả? Trời ơi, căng quá nha. Quá trời căng luôn. Tại vì em không muốn kiểu mà sau này hai người mà về chung lúc nào sẽ cãi nhau về vấn đề tiền bạc á. Thôi em cãi thôi, tuần cãi lần quen rồi, đây ta quen 6 năm không có cãi, cãi lần chia tay luôn. Chuyện cặp. Sao em cặp được mà không cho ta cặp? Bạn gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em là Thùy Dung. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Đồng Tháp. Và hiện tại công việc của em đang là thu ngân ở Điện Máy Chợ Lớn. Điện Máy Chợ Lớn ở Sài Gòn hay là ở đâu? Ở Đồng Tháp luôn ạ. À, là em từ Đồng Tháp em lên đây em ghi hình chương trình hả? Dạ đúng rồi. Wow, cảm ơn em. Thùy Dung ở Đồng Tháp. Là ở huyện nào rồi Thùy Dung? Dạ, em ở thành phố Hồng Ngự ạ. Thành phố Hồng Ngự luôn. Hồng Ngự mang tên em. Rồi, mời em trai. Dạ, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan với cô chú anh chị với chương trình. Em tên Huỳnh Vĩnh Thuận, năm nay 28 tuổi, đến từ Cà Mau ạ. Cà Mau hả? Dạ. Là làm ở đâu Thuận? Dạ, em đang làm ở Tây Ninh ạ. Thuận làm gì? Dạ, buôn bán giày dép. Buôn bán giày dép? Dạ. Bên kia buôn bán hàng điện máy. À, nhưng mời nhà gái cho tôi biết ưu điểm, khuyết điểm nha. À, ưu điểm của em mà chắc là em người rất là vui vẻ. À, em rất là dễ tiếp xúc với mọi người. Đôi khi cũng hơi cọc tính, chắc là đó là khuyết điểm của em thôi. Vui vẻ mà cọc tính nữa. Bình thường thì thấy vui vẻ nhưng mà đừng có nhây quá sẽ dễ cọc tính. Đang vui thôi, đừng vui quá, ý vậy. Dạ. À, cọc và quạo có quýnh ai không? À, quýnh, quýnh là chắc em không dám quýnh rồi, em hơi bị nhát. Quạo lên làm gì, cọc lên làm gì Dung? Ừ, em sẽ nói ngang xíu hoặc là em sẽ không nói chuyện nữa. Nói nặng không? Không, em sẽ không có nói nặng đâu, em cũng không chửi thề này kia các kiểu. Trời ơi. Cô gái bên đây không có chửi thề nha. Rồi vậy thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Mời em trai. Dạ, em thì cũng vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc, nhưng bình thường thì có thể rất là khó gần. Khó gần hả? Dạ, ví dụ như quen rồi thì nói chuyện rất vui vẻ. Còn không có quen là khó gần luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy sao hồi bà mối bà đi qua bên kia bà tiếp xúc trời. Giờ mình dễ gần chút xíu đi cho tôi đi qua nè. Dạ, ví dụ quen rồi thì nói chuyện rất vui vẻ hòa đồng lắm. Rồi, vậy là cố gắng quen nha. Dạ. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi cô gái. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình mà quen chính thức tức là có một mối tình. Còn lúc trước thì có quen một bạn thì một tháng chỉ là tìm hiểu chơi thôi. Nhưng mà mối tình sau của em chắc là 3-4 năm. Nhưng mà do hai đứa không có hợp nhau hay cãi nhiều á nên là chia tay. Tháng cãi nhau mấy lần? Tuần nào cũng cãi, sau của em chắc là 3-4 năm. Rồi. Tuần nào cũng cãi chứ hả? Trời ơi, căng quá nha. Quá trời căng luôn. Rồi Thuận sao? Dạ em cũng có một mối tình 6 năm. 6 năm? Dạ. Tuần nào cũng cãi không? Dạ không có cãi, nói chung em chia tay trong vui vẻ chứ không có cãi. Trời ơi, chia tay mà trong vui vẻ nữa. Vui vẻ quá sao chia tay vậy trời? Dạ tại nói chung người họ nặng bên gia đình quá. Họ muốn lo cho đầy đủ gia đình hết. Rồi mới tính tới chuyện tình cảm là họ không có cân đối được gia đình với tình cảm á. Thì giờ để người ta lo xong đi. Dạ em cũng nói là em có thể lo phụ nhưng họ không chịu. Không chịu? Dạ. Họ chỉ lo mình thôi. Họ lo mình thôi. Nói chung nói em cũng nói là ví dụ như em cứ một mình vậy là anh không thể nào chấp nhận được. Nên thôi mình kết thúc cũng 3 năm. 3 năm nay có quen được? Dạ cũng có nhưng mà dạng như tìm hiểu xong trong cái mức tìm hiểu thôi. À mức tìm hiểu hả? Không hợp nên thôi. Rồi bây giờ mình nói về tương lai đi, quá khứ các bạn đã đóng lại rồi ha. Bây giờ là bạn gái cho chị Lan biết là cái hình mẫu lý tưởng của em về một người bạn trai nó là như thế nào nè. Đúng rồi. Em muốn tìm có một người có công việc ổn định, sự nghiệp ổn định. Bên đây ổn định rồi đó. Còn gì nữa? Tại vì em không có muốn kiểu mà sau này hai người mà về chung lúc nào sẽ cãi nhau về vấn đề tiền bạc á. Tại em cãi thôi. Tuần cãi lần quen rồi. Đây ta quen 6 năm không có cãi, cãi lần chia tay luôn. Với lại bạn đó hiền. Mà không biết bạn nam bên kia có nhậu nhiều không nhỉ? Dạ ít nhậu lắm. À tại vì em không thích nhậu nha, em không biết nhậu luôn á. Người nào quen thân dữ lắm mới nhậu, còn không là không nhậu luôn. Cái năm không nhậu. Để đi qua làm quen rủ nhậu coi. Mời ông Mai qua bên đây. Chào nhà trai. Trời ơi, nhà trai dễ thương lắm nha nhà gái ơi. Nhà gái cũng dễ thương mà. À, nhỏ con dễ thương, nhí nhảnh, cười tươi. Không, nhìn mặt này là không phải là thích phải nhậu đâu. Đúng rồi. Ta đàng hoàng hiền lành. Nhà trai tôi lúc nào cũng dễ thương đàng hoàng hết. Nhìn cái đầu uy tín lắm. Cái lại mất một người là hướng về gia đình á. Lúc nào cũng như là suy nghĩ cho gia đình là đầu tiên, ưu tiên cho gia đình là trên hết á. Đây, chàng trai này thì đầy đủ yếu tố đó luôn nha. Coi như ta muốn phụ luôn á, mà người khác không cho phụ luôn á. Rồi, ghét cái gì nhất mà đàn ông nè? Em ghét đàn ông vũ phu, nó xấu phụ nữ, nói chuyện cọc. Sao em cọc được mà không cho ta cọc?
em cũng sợ, bởi vì nhiều khi em mà cọc lên là em sẽ im lặng, em sợ em không chịu không được, nên là thường sẽ im lặng. Đó, đó thành ra là mình phải sửa cái cọc của mình. Rồi bây giờ chàng trai nè, những cái yêu cầu của nhà gái đưa ra em cảm thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ đáp ứng được hết rồi. Được hết luôn. Dạ. Đáp ứng được hết luôn nha. Hồi nhớ kiểm tra nha. Coi nói có sách mà có chứng chứ. Hồi nữa người ta kiểm tra nha. Dạ. Tôi không có binh được đâu nha. Cái khúc này tôi hỏi kỹ để tôi còn binh được nè. Rồi. Bây giờ nhu cầu của em sao? Nói chung em cần người phụ nữ hiền lành vui vẻ thôi. Vui chắc vui đó. Dạ đặc biệt là cần phải thật lòng và chung thủy. Thật lòng chung thủy. Cái này làm được. Làm được đúng không? Hai đứa này, nói chung là hai đứa này cũng hợp. Dễ thương. À, hiền lành dễ thương. Nói chung là cô gái này cũng xinh xắn năng động nha. Em hơi hiền đó chứ bên đây là hơi năng động đó. Bây giờ mình hỏi gia đình đi, em đi với ai? Dạ em đi với chị ba. Chị ba. Dạ. Chào chị ba. Chào chị ba. Dạ, chào chú Ngọc Linh với chào chị Ngọc Lan. Dạ em là chị của Thuận. Chị ruột á hả? Dạ chị ruột. À. Dạ em thấy em gái bên đây cũng dễ thương, cũng có lành lắm. Lành á? Dạ. Ở này được rồi, đừng lành quá. Dạ cỡ này là được rồi. Dạ mong hai em bấm nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm ha. Ừ, thấy được rồi ha. Dạ được. Nói gì với em trai đi. Em trai có bấm không? Thì em bấm thì em bé bên đây cũng dễ thương lắm. Mình mốt có gì chị hỗ trợ nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi mình hỏi nhà gái nè. Gái đi với ai? Dạ em đi với hai dì với lại mẹ. À có mẹ nữa hả? Được rồi. Chào đại diện nhà gái à. Rồi giờ mẹ nói trước đi. À, xem coi chàng rể tương lai này hợp với mình không? Chào chú Quần Linh và cô Ngọc Lan. Trước hết thì bác ở đây để ủng hộ cho cái Dung. À, thấy cháu bên đây cũng được. Được không? Cũng trông cho hai cháu đưa cho nhau cơ hội để bấm nút để tìm hiểu thêm. Dạ, nhưng thấy được bà. Là đường sau nè. Rể tương lai là đường sau nè. Hả? Thấy cũng hiền. Hiền hả? Nhà mình có mấy cô con gái? À, bốn. Bốn luôn hả? Cô này cô thứ mấy? Thứ ba. Vậy hai cô kia có chưa? Thì ta có chồng hết cô rồi, còn này cô thứ ba, còn hai cô út nữa. Chưa có chồng nữa? Chưa, ta đang đi học. À, vậy là lần lượt lên đây hết luôn nha. Dạ. Trên đây là chương trình uy tín lắm à. Giờ mình được rồi, năm nay mình cưới luôn được không cô? Được, nếu hợp được thì cưới giờ nào cũng được hết. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai nhỏ gặp mặt được đi nha. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thuận. Thuận với Dung nha. Bước tới đi Thuận. Chào em. Rồi, có món quà tặng em. Món quà tặng. Mình khui quà thử coi quà đó quà gì nè. Dạ. Cái cà vạt đẹp. Mình thắt luôn cho chàng trai đi để coi coi là đưa đây đưa bó bông đây, người ta tạo điều kiện cho gần nhau nè. Em không biết thắt cà vạt. Cái chồng vô đại đi. Ướm ướm vô coi làm sao. Em không biết làm nữa. Nó cột đại vô. Ý nghĩa là cọp nó vô từ đây luôn đó. Cọp nó vô từ đây luôn đó. Em không biết cọp. Thắt anh bằng cà vạt. Được không đâu. Em không quay coi thử. Đẹp nha. Hợp lý ha. Hợp lý không quý vị? Rồi. Ồ hai bạn này đẹp đôi. Hai đứa về ghế ngồi đi. Dạ. Lần đầu tiên hai đứa gặp mặt đó thấy sao? Em cũng dễ thương với cá tính, nghe nói chuyện cá tính. Dạ đúng rồi. Nên em như quan điểm trong tình yêu của em là gì? Em cần một người là chung thủy. Dạ. Yêu thương gia đình. Đúng. Chúng anh là người của gia đình và của xã hội luôn. À, anh có thể được làm hết tất cả các nội trợ trong nhà và anh có thể kiếm tiền ngoài luôn cũng được. Nói chung anh làm được từ ngoài vào trong luôn. Dạ. Rất thương gia đình. Nếu mà em với anh mà muốn mà tìm hiểu thì mình sẽ gặp nhau như thế nào? Anh sẽ về quê em đúng không? Đúng, nếu em chỉ cần nói em cần anh xuống là anh xuống liền. Anh nhắm thì một tuần anh về được bao lần? Nếu một tuần có thể về được hai lần cũng được. Tại vì em chạy xe từ đây tới Đồng Tháp thì cũng gần. Anh có đi về Hồng Ngự lần nào chưa? Cũng có đi ngang thôi chứ cũng chưa đi tới đó chơi lần nào, nhưng đi ngang thì có. Về Cà Mau mình đi đường đó xong đi thẳng xuống Cà Mau luôn, chở bạn gái đi về Cà Mau thăm nhà luôn. Dạ cũng tiện đường luôn. Đi qua Tràm Chim đó. Dạ. Nói chung là Đồng Tháp có nhiều chỗ để chơi và hẹn hò lắm các bạn ơi. Sa Đéc nè, vườn hoa nè, làng hoa nè, rồi hồ sen, đủ thứ. Rồi bây giờ hướng tương lai đi, giờ em trai hỏi coi em Dung khoảng chừng nào cho anh bước tới. Dạ biết thì nếu em hai mình tìm hiểu được thì em tính khoảng bao lâu thì có thể cưới được. Nếu mà cảm thấy hợp thì đúng khoảng khắc thì cưới thôi, lúc nào cũng được. À. Nếu mà cưới thì mình ở Tây Ninh hả? Trước mắt thì nếu làm ăn thì mình chọn những cái nơi nào mà làm ăn tốt thì mình ở. Còn dù ở hai bên gia đình thì có thể qua lại bình thường. Nói chung cũng không có bắt buộc là phải ở đâu hết.
Đúng rồi đó, nó nói đúng đó. Quan trọng làm phát triển kinh tế đâu tốt thì cứ, cứ làm, kiếm tiền trước rồi đã, rồi ở đâu tính sau. Dạ. Giờ bước tới nè, xích lên, đứng lên. Bây giờ nè đó, đưa tay đây nào. Hai đứa rất là hợp nhau nha, đẹp đôi đó. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng mắt nhau đi. Đó, nhìn sâu vô đáy mắt sao. Không biết bạn nữ thấy em thế nào. Xíu biết. Hát bài tặng Dung nghe đi. Dạ. Em xin hát cái bài Nụ Hồng Mong Manh này. Em đem trao cho anh nụ hồng. Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Anh nâng niu đêm hoa về giữ. Trong lòng mong hoa hồng phai sắc hương. Dạ hết ạ. Dung hát lại đi. Em không biết hát. Giận nắm tay đi. Bây giờ Dung thấy con người này thế nào? Nói cho nấy biết đi. Thấy bạn cũng được đó, nhưng mà nếu quen thì nhộm lại đầu nha. Không, đầu tóc anh không quan trọng, cắt sao cũng được. Tại lên chương trình tính nhộm lại cho nó ấy. Nè em không thích thì thôi. Không ấy làm vậy luôn nè. Làm vậy không? Chị Lan làm cho, tóc đó hôm qua chị Lan làm. Dạ. Thường thấy Dung sao? Nhà trai là quá chiều luôn đó. Rung động chưa? Dạ, rung hết người luôn. Hết người luôn hả? Ta là nhắc luôn anh. Bây giờ hứa Dung gì đi. À, nếu mà em đồng ý á thì nếu mà anh làm ở ngoài á thì về nhà anh có thời gian rảnh là chắc ăn là anh sẽ phụ em làm tất cả, như ba mẹ em rất dễ nên chung là không có em buộc làm gì đâu. Thì em thôi, em muốn làm thì làm, còn ấy thì anh phụ không sao hết. Yeah. Nếu mà hai đứa tính nhau mà có bé thì những việc chăm sóc bé thì anh có thể phụ em hết, không có tề nà đâu. Anh rất mong điều này. Tôi là tôi thấy nhà trai là muốn vợ lắm rồi. Được rồi đó, rồi thôi để chỗ đi. Rồi, hai bạn để tay vào nút bấm đi nào. Các bạn bây giờ nhiệm vụ là phải suy nghĩ lại về tất cả những cái cảm xúc vừa rồi chúng ta đã trao cho nhau, những cái lời nói chúng ta đã nói với nhau, liệu rằng đó có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không, và có phù hợp với mình hay không. Thì chúng ta sẽ bấm nút hay không bấm nút đó là tùy vào quyền của các bạn nhé. Chị Lan sẽ đếm và các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan nha. Trước khi nhà gái quyết định, nhà trai có đôi lời tâm sự. Dạ thưa bà mối, chào cô dâu tương lai. Nhà trai tôi hiền lành, nhút nhát, nhưng mà chân thành lắm. Nhà trai tôi yêu thương hết mực luôn. Nhà trai tôi sự nghiệp cũng ổn định. Nhà trai tôi sẵn sàng lo cái công việc gia đình, chăm sóc vợ con. Nhà trai tôi hứa không đi ra ngoài nhiều. Nhà trai tôi nói là làm, nói cho nhà gái biết vậy. Còn quyết định hay không tùy nhà gái, chứ nhà trai tôi bấm đó. Tôi là tôi cũng thích lắm nha, nhưng mà tôi không biết là cô dâu tương lai làm sao thì tôi không quyết định được. Rồi, 1, 2, 3 bấm. Nhà trai tôi đã bấm. Chị thấy em hơi do dự một chút xíu. Tôi Dung bóng chậm làm nhà trai tôi rung quá. Em suy nghĩ điều gì vậy Dung? Lo lắng điều gì vậy? Tại vì em thấy em không biết làm xa như vậy về có tìm hiểu dễ không? Em cứ yên tâm, anh tại từ đây xuống Cà Mau tháng 4 lần chạy hoài mà. Thấy chưa, Cà Mau, Đồng Tháp còn dạ. Đi vậy Đồng Tháp có nghĩa gì đâu. Rồi chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Đẹp đôi lắm. Xin phép bác đi. Dạ xin bác nghĩ gì con nắm tay Dung. Cái gì kỳ? Tìm hiểu làm quen. Cho con tìm hiểu làm quen Dung. Con hứa với bác với mấy dì sao đó. Sẽ về thăm nhà thường. Bác với hai dì là con sẽ chăm sóc Dung như con chăm sóc cho mẹ với con vậy đó. Trời ơi. Bạn này rất là chân thành ạ. À. Xin phép bác cho con. Bác con không nhận Dung nha bác. Bỏ thấy chưa? Trời á. Không nghe không tay vậy. Bác cho phép. Bác cho phép rồi. Đó. Em xin chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào toàn bộ khán giả. Bạn tên là gì? Xin giới thiệu, em là Dương Quốc Bảo. Hôm nay là em 29 tuổi. Quê quán của em là Thừa Thiên Huế. Dạ, hiện tại thì em đang quản lý công ty của gia đình, chuyên về cung cấp và phục vụ xuất ăn công nghiệp. Thức ăn công nghiệp. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Cát Tường,
ngồi đi em. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Kim Sáng, năm nay em 27 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì bạn? Dạ, em đang làm kế toán ạ. Kế toán hả? Dạ. Mình không có bạn trai hả? Bao lâu rồi? Dạ, em chia tay bạn trai cũ khoảng hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà chắc là em sợ cho nên là em không có dám quen. Sao bữa nay cô nào cũng sợ đàn ông quá trời, đàn ông làm sao mà phụ nữ người ta dễ thương vậy mà ai cũng sợ vậy? Ủa em sợ cái gì? Em sợ bị lừa dối nữa chị. Vậy là mối tình trước em bị lừa dối? Dạ. Hôm nay em đến chương trình là cũng để mở ra cho mình một cái cơ hội mới. Nhiều người đàn ông tốt lắm. Dạ. Ở bên kia có một cô gái mất lòng tin vào đàn ông. Bạn nghĩ rằng đàn ông phải làm gì cho phụ nữ có thêm niềm tin nào? Mình nói được làm được thì người ta mới có tin được. Chưa giờ có mất lòng tin một cô gái nào chưa? Chưa, em có yêu một cô, chưa, em chưa mất lắm. Mình chia tay lâu chưa? Dạ cũng 4 năm rồi. 4 năm. Sao trùng hợp vậy? Hỏi cho kỹ nha. Biết đâu nhìn mặt á. Nếu mà nhìn mặt nhau mà á cái thì cuối cùng là ai lừa dối ai? Anh sống ở đâu vậy anh? Anh hiện tại đang làm việc tại Bình Dương em. Dạ thì chắc không phải chị. Chắc không phải, mừng quá hết hồn hết trơn. Em thì đang sống với gia đình hả hay sao? Dạ em sống với gia đình. Sở thích của mình là gì? Dạ em thích nghe nhạc, xem phim, thích du lịch khám phá. Mình đi du lịch nhiều nơi không? Dạ cũng nhiều nơi rồi chị, em đi Hà Nội, Hạ Long, Nha Trang, Mũi Né rồi các tỉnh ở miền Nam. Những cái điểm mạnh của mình. Em sống tự lập được chị. Bạn từ Huế vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào đây cũng được 10 năm. Em đi ra vào đây 10 năm rồi còn nhớ gì ở Huế không? Không nhớ lắm. Còn ai ở Huế? Dạ em còn bà ngoại em. Bà ngoại. Dạ. Trong những cái lúc mà bạn gái mình buồn bực mà khó chịu hay giận mình thì mình làm điều gì để cho người bạn đời mình hết giận? Anh mua kem cho anh ha. Mua kem cho em ăn. Thích lãng mạn hay không? Cũng thích. Hồi đó giờ có bao giờ thể hiện một cái tính lãng mạn đó đối với người phụ nữ chưa? Thì em thích cũng thích tặng hoa hay là bày ra một cái gì đó cho người ta bất ngờ vậy đó. Nếu bây giờ có người yêu thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Ba mẹ có hối chưa? Cũng có. Nhưng mà bạn vào đây lập nghiệp rồi, mình ở trong đây, mình có đủ cơ sở vật chất để mình tiến tới hôn nhân để có vợ về. Khi đủ rồi em mới nghĩ tới chuyện là đăng ký chương trình này là tham gia được. Nếu mà được là chừng nào đám cưới? Dạ, hay chừng nào hay chừng đó. Nhanh chừng nào hay chừng đó ha. Dạ. Rồi, bạn có những dự tính gì cho tương lai của mình hay cho công việc của mình không? Dạ có chị, em thì em có ước mơ từ hồi em còn học phổ thông là em muốn mở một cái đại lý giao nước bình. Nước uống hả? Dạ đúng rồi, nước uống bình á. Ủa sao lại có cái ước mơ đó? Tại vì em thấy cái đó nó rất là đơn giản mà cũng không phức tạp nhiều mà cũng không đến nỗi cạnh tranh. Không, em cũng giống ước mơ của anh em, anh cũng muốn mở đại lý nước bình đó. Cái này là thật sự nó rất đơn giản. Và nếu như mà thắng thì thắng rất là đậm. Bây giờ mình hiện được tới cái đoạn nào trong cái kế hoạch của mình rồi? Phần vốn ạ. Phần vốn. Dạ đúng rồi. Đang chuẩn bị vốn chứ là chưa có gì hết. Dạ đúng rồi. Mới có ý tưởng thôi. Bạn dạ. Ở đây sẽ giúp em. Bạn đang quản lý công ty đúng không? Vậy thì tôi nghĩ rằng là hai bạn có thể kết hợp được đấy. Số ăn công nghiệp thì nó cũng bao gồm có thể là cung cấp nước luôn. Ha, vốn ở đây cũng có nhiều rồi, có vốn lưu động nữa. Nếu bây giờ bạn nam bên đó mà đề nghị được giúp bạn trong cái việc vốn thì bạn có đồng ý không? Chắc để em suy nghĩ thêm. Suy nghĩ gì nữa, người ta cho mượn tiền, cho mình tiền mà còn suy nghĩ. Tại vì em muốn nhìn xem mặt bạn đó có thân thiện không. Có nghĩa là phải thấy ổn thì mới chấp nhận, chứ không phải là ai đề nghị cũng chấp nhận. Dạ, đúng không? Đương nhiên rồi. Mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? Dạ có chị. Bạn trai lý tưởng của em thì giống giống anh Trương Minh Quốc Thái một chút. Dạ, với lại có trách nhiệm trong gia đình và trong công việc. Thích tạo bất ngờ cho người yêu. Bên đây có đó, bên đây thích tạo bất ngờ đó. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều, với lại đàn ông nhậu say xỉn. Ủa có nhậu không bạn? Dạ có nhưng mà không say xỉn chị. Biết tiết chế thì được chị, tại vì rồi. Em thấy có nhiều người nhậu xỉn đến nỗi để bạn gái trở về thì em không thích. Em sẽ tìm người bạn gái như thế nào? Thế hình cân đối, da trắng tóc dài, xinh xắn một chút. Đời cao khoảng 1m58 đến 1m62. Có thể cụ thể hình ảnh của ai không? Dạ em chắc là giống Mi Du rồi. Giống Mi Du. Da trắng tóc lửng lửng, 1m62 tính luôn dài luôn tóc. Được không? Cũng được chị. Mới vừa nói xong người ta nói vậy thì cũng được. Tầm chừng nói vậy. Tầm chừng thôi phải không? Nhậu được mấy lon bia? Dạ không đâu lon gì đó. Nhìn thẳng mặt tôi coi. Cái gì mà cứ lắm la lắm lét vậy? Tôi dễ thương vậy mà chê người ta rồi. Ngồi yên cái gì mà xoay ghế hoài vậy? Nghe chị. Khó quá. Có yêu cầu gì ngoại cái gì Miu hả, bỏ qua đi. Bây giờ cái thực tế nè. Không thích cái điểm nào người phụ nữ? Hay cần nhầy. Nói dối. Bạn có nói nhiều không? Bạn nữ bên đây ghét đàn ông nói nhiều lắm. Dạ. Thường là ai gặp em kêu ít nói. Đâu dán cái mái tóc lên coi coi. Tính kiểm tra hói hay gì? Đúng rồi. Thường thường mấy người che che vậy. Nhiều khi đó đó. Bạn nam có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không? Dạ không gì.
Bây giờ cái vụ mà hồi nãy mà anh Linh đề nghị hỗ trợ vốn để mà mở cái đại lý bán bình nước á, bạn có thể hỗ trợ được. Dạ, chị nói ok thôi. Nhớ nha. Dạ. Bạn không thích phụ nữ cằn nhằn đúng không? Dạ. Không thích phụ nữ không chăm sóc gia đình đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn, những cái điểm yếu của bạn là gì mà? Yếu em hay thẳng thắn. Thẳng thắn, đôi khi cũng mất lòng ha. Dạ. Cũng có ý hơi nóng. Với là ai nói nặng em là em hay giận. Ai nói nặng em là vô phòng đóng cửa ngồi mình. Khóc không? Không. Có sợ phụ nữ khóc không? Thích. Thích phụ nữ khóc ha. Mình có hay khóc không? Dạ không chị. Sao nãy giờ chị thấy mắt em cũng nào không ướt 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 vậy? Dạ tại mắt của em là mắt buồn. Rồi bạn có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không? Dạ không chị. Hôm nay mình đến đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có em họ của em. Đâu em đâu? Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi em thấy cái anh bên kia thì sao? Nhìn cũng thấy thân thiện. Chị em có khó tính lắm không? Dạ không. Chị em thì sống tình cảm thân thiện hòa đồng lắm. Em thấy có nhiều người đàn ông đeo đuổi chị em không? Dạ có. Có hả? Nguy hiểm lắm nha. Phải giữ liền nha. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Trời, có mẹ nữa ha. Để hỏi mẹ em coi sao. Chào anh Quang Linh, chị Ngọc Tơ. Cô ơi, cô thấy bạn nữ sao cô? Không được, dễ thương. Dạ, dễ thương quá, dễ thương. Thế mình có yêu cầu con dâu sao không cô? Thời đại này thì đâu phải cần yêu cầu dâu này nào đâu. Biết sống là được rồi. Dạ. Biết nhân trang kình dưới là được rồi. Dạ. Cô con trai mình có khó tính lắm không? Không, nào ngoan ngoan, dễ thương lắm. Hồi đó giờ có dắt bạn gái về nhà giới thiệu cô không? Chưa. Thì cô hỏi nếu ai thì đem về cho cô coi. Được thì ra ngoài gia đình tình duyên kết hôn cho con mà nào chứ muốn. Dạ, mà bây giờ bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa cô? Nếu mà được thì bao lâu mình kết hôn được? Gia đình vừa tình yêu chồng muốn thì trong năm mình đồng hỏi ra năm thì cưới. À, dạ, cảm ơn cô. Được rồi đó ha. Chào, dễ thương quá, chào em. Dạ. Em tưởng tượng anh chàng bên đây như thế nào? Dạ. Em nghĩ chắc giống anh. Hả? Giống anh hả? Giống anh đen thì lùi á, anh đen lắm à. Em có thần tượng ai không? Thần tượng anh Trương Minh Quốc Thái ạ. Trương Minh Quốc Thái, anh này cũng giống của Đêm Mắt Kiến y chang vậy đó. Cũng dễ thương nhẹ nhàng như vậy đó. Dạ. Ha. Nhưng mà không có đóng phim thôi. Dạ. Bên đây Trương Minh Quốc Bảo. Đấy. Em là thắng Trương Quốc Thái rồi, bởi vì thấy là lớn tuổi hơn em được cái trẻ trung ha. Giám đốc rồi, cố gắng lên nha. Chuẩn bị mình rồi, chinh phục ra. Các bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Dạ. Đến trình thì anh có 2 phần. Dạ, em cảm ơn anh. À, quê em đâu? Em ở quận 9. À, anh ở Bình Dương cũng gần gần đó. Thế em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được. Dạ. Có giống Trương Minh Quốc Thái. Thấy anh hiền hơn Trương Minh Quốc Thái anh. Không, Trương Minh Quốc Thái cũng hiền lắm em. Nè mà đừng có mất niềm tin vào đàn ông nữa nha. Em nhận xét em ai mà yêu em có khó không? Em không có khó mà chắc tại em chưa gặp đúng đối tượng. Dạ. Anh cũng mong rằng là yêu em không quá khó. Cảm ơn. Còn khác để anh lo. Câu đó được đó em. Anh hy vọng rằng anh yêu em không quá khó, còn những chuyện khác để anh lo. Em thì em cũng muốn mở một cái đại lý bán nước vậy thì anh thấy nó có khả thi không anh? Anh thích mấy cái đó. Anh thích kinh doanh về nước rồi, nghỉ rồi nhưng mà chưa có hướng để làm. Dạ, vậy bữa nào mình bàn thêm anh ha. Thời gian rảnh nhiều hả? Dạ, em rảnh nhiều, em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Trong tuần thì em đi làm giờ hành chánh, rồi buổi tối thì em rảnh. Anh làm cả ngày. Thứ bảy chủ nhật thì được rảnh, còn thường cả ngày thì bận biểu. Thế 9 giờ, có gì 8 giờ, 9 giờ. Anh thì không ít đi chơi đó, tại vì xưa giờ anh lo làm. Bình thường rảnh là anh không có đi du lịch. Rảnh thì anh dành những ngày đó cho nghỉ ngơi với là đi cà phê với anh em bạn bè thôi. Giờ nè, ví dụ như giờ em công việc ảnh nhiều quá, về quản lý cái vụ mà xuất cơm công nghiệp á, em có chịu về phụ ảnh không? Đó. Dạ, nếu mà anh cần thì em sẽ về em giúp ạ. Chắc chắn à? Dạ. Sau đó mình bàn sau. À, chúng ta hết thời gian. Các bạn sẵn sàng bấm nút hay là không bấm nút với 3 tiếng đếm. 1 2 3 Ủa mới đếm có 1 mà bấm nút rồi. Đúng rồi đúng không? Đây. Đúng không? Hồi nãy chị mới đếm có 1 em nhấn nút rồi đúng không? Dạ đúng. Xong kỳ vậy? Ta nói 3 lắm mà. Tại vì em nôn. Nắm tay nhau cái đi, nắm tay nhau cái đi. Để tặng các bạn vé xem phim của chương trình. Mời nhà gái giới thiệu về mình.
Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào em. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, em sinh năm 1990. Công việc của em là kế toán. Em đang ở quận 7 và em làm một công ty ở Nhà Bè. Quê em ở Quảng Ngãi ạ. Quê Quảng Ngãi, ở thì ở quận 7, làm thì làm ở Nhà Bè, đúng không? Sinh năm 90, vậy là năm nay nhiêu? 20... Dạ không, 31 tuổi. 31 tuổi, 31 tuổi, đúng rồi. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin, lời đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào, chào em gái kế bên và xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Minh Tâm, 38 tuổi, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở nhà em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em là viên chức nhà nước đang công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Trân Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc cụ thể hiện tại của em là nhân sự ở bộ phận lưu trữ hồ sơ bệnh án để hỗ trợ các bộ phận liên quan giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế. Dạ em xin hết. Trời ơi, anh còn gãy quá hả? Dạ. Hay, nghĩa là hồ sơ tất cả gì mà y tế, bảo hiểm kia rồi lưu trữ là biết hết đúng không? Thanh tra xuống mình hỗ trợ mấy bộ phận thanh tra. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình nói về mình chút xíu nữa đi em. Điểm mạnh điểm yếu của mình nói cho bạn trai nghe. Dạ, ưu điểm của em là mọi người nhận xét em là nhìn có vẻ hiền và thật thà. Em luôn cố gắng là giúp đỡ mọi người trong cái khả năng của mình. Và nhược điểm của em thì chắc là rất là nhiều ạ. Đầu tiên là em nổi cộm thôi. Dạ. Thứ nhất là dễ nhìn, nhất là em hay đỏ mặt. Tại vì là em khi mà gặp cái vấn đề nào thì kiểu như là đỏ mặt. Dạ. Cái đó không phải nhược điểm, cái đó là điểm đáng yêu. Bỏ qua đi. Dạ. Với lại là em hay tự ti về mình. Đó, cái đó là nhược điểm đó. Dạ. Mắc mớ gì tự ti? Tại vì lúc nhỏ là em cũng hơi thừa cân. Nên là em cảm thấy là ngoại hình của mình là nó không có được ổn. Nên là em cũng tự ti. Dạ. Tự ti tới năm bao nhiêu thì hết tự ti? Đến khi em vào đại học. Em vào đại học thì cân nặng của em cũng là khoảng 60kg. Xong em ra trường đi làm thì cũng không có nhiều thời gian. Xong em mới quyết định là em đi tập thể dục. Và em đăng ký lớp huấn luyện viên PT. Rồi em kết hợp luyện tập và ăn uống. Rồi em giảm lần số ký của mình. À, là bây giờ là em đã tự tin chưa? Dạ cũng chưa hẳn, em vẫn còn kiểu như là tự ti về, cũng còn đâu đó gần tự ti của mình. Em tự ti vậy rồi chị sao? Trời ơi, Phật nó gì nó còn tự ti nè, Linh coi chịu nổi không? Dạ, ngoài ra thì em cũng nhược điểm là em hay nói nhanh. Khi mà em cảm thấy hồi hộp thì em sẽ nói rất là nhanh. Ví dụ như bây giờ vậy đó đúng không? Dạ. Ngoài ra thì em nấu ăn được nhưng mà nhiều người nhận xét em thì ăn không có ngon. Nấu ăn không ngon? Dạ, nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Dạ. Ngoài ra thì thôi mình bí mật đi, vừa đó để cho bạn trai bển phai đao tiếp nha. Dạ. Em nói chung là dễ thương lắm, em đừng có tự ti gì hết nhau. Dạ, em cảm ơn mình chị phải tự tin lên. Dạ, em cảm ơn chị. Em tự tin chị mới tự tin được. Ok. Em cảm ơn ạ. Cười gì ông nội? Hí hí hí. Tự ti tưởng ti gì cái gì thừa cân thua gì em. Nhiều người ta cả 100kg ta cũng tự ti, tự tin chứ có gì đâu tự ti. Cái đó giảm được mà. Dạ. Mà em trai, em nói ưu điểm khuyết điểm cho bên kia nghe đi. Dạ thì ưu điểm của em là siêng năng, chăm chỉ và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt nhiều. Tốt. Và em có đặc biệt ưu điểm rất là lớn của em là ý thức tự lập rất cao, bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn là rất là tốt. Em sống một mình hả? Em ở riêng nhà, ở riêng khu vực anh Linh. Là nhà riêng của em? Không, em chỉ có đất đai riêng thôi, còn nhà thì em vẫn ở nhà của ba mẹ, nhà bự rồi mình ở một cái lầu riêng, cái lối đi riêng với một căn hộ, với một căn hộ riêng nhỏ. À dạ. Yeah. Nhỏ riêng. Là tôi phải qua tôi coi. Dạ. Của nã gì quá trời vậy? Dạ. Chào cưng. Dạ, dạ chào chị. Tức là em có đất đai. Dạ mua rồi nhưng chưa xây. Dạ. Mua rồi, đất là được rồi. Dạ. Dạ khó. Nhà thì ở nguyên một tầng lầu luôn. Không, cũng như phân nửa, còn nhiêu là mình xây nhà nhiều lầu của mình xây cho thuê rồi mình ở trong nhà luôn. Dạ. Vậy đó, mà có ở chung với ba thì ở chung cái nhà bự á, nhưng mà em ở cái lầu riêng, lối đi riêng. Đúng như ở căn hộ nhỏ mini riêng á. Không không có ở chung, nghĩa là sinh hoạt nội trợ tự lo tự hết. Hiểu dạ, rồi, dạ. Có nghĩa là bây giờ em là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Giờ dạ. Chỉ cần hốt một bà vợ về. Dạ. Cất vô đó là xong đúng dạ, không? Dạ, em bỏ hết tuổi thanh xuân em vô mấy cái đó hết rồi. Đó, dạ. Rồi bây giờ là dạ. Đến lúc hưởng rồi đúng dạ, không? Dạ dạ. Nãy giờ em nghe bạn bên đây nói chuyện, cái cảm nhận của em sao? Dạ thì em thấy bạn đó được, hiền, với lại cái mốc miếp cũng đúng ý em. Mốc miếp dễ thương đúng không? Dạ, mốc miếp tròn tròn, nào cũng đẹp lắm. Mốc miếp dễ thương mà cưng dạ. Rồi đúng không? Dạ dạ, em khoái mốc miếp. Em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu thì em có mỗi là đo xấu tính đói anh Linh. Đói hả? Đói bụng quá, mình ăn uống mình không có kiềm
kiềm chế được cái sức ăn, mình ăn nhanh ăn nhiều, nhiều khi ra quán ăn á, ăn sạch hay sẽ ông chừa miếng nào trong tô gì hết á. Không, cái đó tốt mà. Ý là hơi sĩ diện, hơi kỳ kỳ nếu không có gì sĩ diện hết trơn, cái đó xưa lắm rồi. Bây giờ ăn không hết là mình gói mình đem về, không có phung phí, không có sĩ diện để bỏ lại. Nãy bao nhiêu người không còn, có cái ăn. Anh không có sĩ diện, Hồng Vân nãy mới ăn còn như anh quơ hết trơn, sạch hết trơn. Mà xấu đói là cũng không có thua gì ai là anh đó. Dạ. Ông đói là ông cọc còn hơn gì nữa, thấy ghê lắm luôn. Dạ. Cái đó không phải tính xấu nha em. Em không bao giờ được cho cái đó là tính xấu. Tại vì người ta thường ăn chừa lại miếng nước hay miếng gì cho nó vậy. Không, chừa gì trơn rồi á. Hết. Dạ. Thôi buổi này nó chừa trước anh đi ăn gì cái còn dư mấy cục giò nó, anh cũng hơi sĩ diện nó thôi. Để tối đem gì cho chó ăn. Rồi tối đâu có chó đâu, anh ăn không hết chứ. Dạ. Chứ cũng có gì đâu sĩ đâu, cứ làm tới đi sao. Dạ. Ờ vậy là tốt rồi. Dạ. Nói chung là dạ. Ông mối. Ừ sao? Đứng từ rào bên đây ha, tôi nghe bên đây á là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái bạn này á rất là xứng luôn. À vậy à? Thiệt. Để tôi qua tôi coi xứng sao. Rất là xứng, xứng luôn. Là xứng sao. Với đàn trai tôi hiền nha, nhiệt tình đó. Nha, cố gắng năng nổ luôn. Dạ. À. Em chào anh ạ. Chào em gái. Mặt phu thê không? Ngộ lắm, có cái nét cái mặt ngộ lắm. Mặt phu thê. Phu thê. Dạ. Thiệt. Được. Để coi hồi sao. Em không thích điều gì ở đàn ông? À, dạ là tính vũ phu ạ. Vũ phu. Với lại em không thích hút thuốc. Em không có hút thuốc luôn. Dạ. Ở đây thấy hiền thì không bao giờ vũ phu rồi đó. Giờ cả tuổi thanh xuân là bỏ vô đất đai với nhà đó. Cửa rồi. Lấy vợ thôi đó. Bây giờ là chỉ còn lấy vợ thôi. Dạ. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em là người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ. Thì em thích một người đàn ông là thiên về gia đình và sống tình cảm, biết cách đối nhân xử thế. Ngoài ra thì cũng có công việc ổn định và biết lo cho cả gia đình hai bên. Ngoài ra thì cũng thích du lịch với lại thể thao một xíu. Vì em cũng thích những người hay thích vận động. Thích du lịch, thích thể thao xíu. Có du lịch thể thao không? Dạ, du lịch thì em hồi trước giận mình thì không có ai để đi nên không đi. Nên nếu có thì đi với dạ. Chưa đi đâu luôn đúng không? Điên mình kỳ lắm, buồn lắm. Dạ. Còn thể thao sao nè? Thể thao có không? Thể thao em có hết sà đơn. À, hết sà đơn. Thích hết sà đơn tự vô người thất vị để điểm. À, dạ, dạ. Rồi vậy tốt rồi. Nói chung nãy giờ em nói ra anh cảm nhận bên đây cũng coi 90% luôn. Em chỉ có khuyết điểm là cái mái tóc hơi khiếm khuyết. Hả? Cái mái tóc hơi khiếm khuyết. Khiếm khuyết. Dạ, hơi yên tâm đã có massage, yên tâm. Không có lo. Dạ, cái này cũng lý do chính lên đây, mái tóc tự ti á. Dạ. Đừng có tự ti, tóc tai dễ lắm. Em không có tự ti cái gì á. Em là chị khẳng định với em là những gì em đang có là em phải tự tin. Đúng rồi. Dạ. Em là một người nói sao ta, gặp nói chuyện với em rất dễ cảm mến. Cái khuôn mặt em nó thiện. Thiện từ đó. Không, cái khuôn mặt nó thiện lành á, người ta nói vậy đó. Rất là thiện lành. Mà cái đó là cái phụ nữ người ta rất cần. Thực sự rất là cần. Nói chuyện với người đàn ông đó tự nhiên mình cảm thấy mình yên tâm. Mình sẽ được gọi là bảo vệ, được chở che ha. Rồi bây giờ em nói về cái đường tình duyên á. Cái đường tình duyên đi ha. Đúng rồi. Đường tình duyên thì do em tự ti với cái mái tóc á nên em chỉ có dừng lại mới độ thích rồi không bày tỏ. Nhưng mà nói về mà cái quen biết ở trên thân thiết chút xíu thì ngày xưa có. Chứ không phải là tình yêu. Từ tình yêu nó phải có nhiều cái dành cho nhau nhiều thứ. Còn này chỉ quen biết trên mức thân thiết chút thôi. À giờ chưa có tình yêu. Dạ, tại vì do cái thời đó là cũng mới làm rồi, cái bạn đó cũng đi học rồi không có thời gian gặp với cái tính tình không có thời gian, không có hợp nhau á. À. Dạ thì không ngưng. Còn tới đó giờ là do sợ nó chê mái tóc á cái không á. Cái ơi có người ta trọc lóc tao yêu mà có gì đâu. Dạ thấy phụ nữ bây giờ không có yêu luôn. Dạ không, sợ người ta chê mình từ chối cái mình quê thì mình đâu có đến nỗi tệ nữa, người ta chê nghĩa chỉ mái tóc thôi. Nhưng mà người ta chê cái mình lại quê, tại sao chắc người ta tưởng bị gì, nhưng mà vậy đó. Dạ với sợ người ta chê tại vì sao tóc tai phụ nữ thì không thích tóc bị. Chứ một phần chắc lúc đó em cũng đang lo sự nghiệp quá đúng không? Dạ em lo làm nhiều thứ để có mấy cái điều tốt đẹp, em tự lập mà, em thích tự lập chứ không có thích. Chưa có tình yêu có bao giờ nắm tay bạn gái chưa? Dạ thì có cái mối quen biết nãy em kể là ngày xưa. Quen biết nắm tay rồi. Nắm tay có hung gò má có. Hung gò má thôi hả? Dạ không thì nó danh thân thiết chút xíu. Ngày xưa cuối 2008 đầu 2009. À, có 6 tháng rồi ngân. Chưa thân thiết gì mà dạ hung ta rồi hả? Trên thân thiết chút xíu, trên thân thiết chút xíu. Vậy là có hung rồi đúng không? Dạ có hung. Mình lâu rồi. Chưa có tình yêu nhưng có hung rồi. Nhưng mà coi như vậy có nghĩa là nhà cửa, đất đai, vườn tược, thể xác, tinh thần gì của em á, nếu như hai bạn này bấm nút là bé này hưởng hết á. Dạ. Bé này hưởng hết luôn. Dạ. Đó nghe. Ớ không? Bạn có mối tình nào chưa? Nói coi, tình yêu của mình sao rồi? Dạ em có tìm hiểu một anh khoảng 6 tháng ạ. Cũng 6 tháng, bên đây 6 tháng luôn. Nhưng mà cách đây hơn 2 năm rồi. Nhưng mà thân thiết tới mức độ nào? Thì
cũng nắm tay rồi cũng đi ăn uống bình thường. Nắm tay ăn uống cũng hôn má thôi đúng không? Dạ, dạ. Rồi khỏe luôn, em cũng hốt hết luôn á. Dạ. Không có lỗi đi đâu hết trơn á, cho nên yên tâm ha. Dạ. Trời ơi, hai người hợp ghê. Hợp. Bởi tôi đã nói là nãy tôi nghe thôi là tôi đã thấy hai người nó có một cái gì đó làm như sanh ra dành cho nhau rồi. Dạ. Nhờ vậy bữa nay mới gặp nhau đây. Dạ. Ha, đi tìm dạ. một nửa của nhau đó. Dạ, em cảm ơn chương trình. Không thích con gái như thế nào? Không thích thì nhất là xăm trổ. Xăm trổ không có. Không có. Thứ hai là hung dữ. Dạ. Không hung dữ, không nhỏ hung này dữ nhìn vậy là không hung thì, dữ luôn. Thứ ba là hay tụ tập nhiều chuyện á. Không nhiều chuyện luôn. Thì em đang nói không thích đó. Dạ. Dạ. Không thích cái gì đó. Không thích là giống như là bất hiếu cha mẹ ông gái, bà. Gái, thì em đang nói điểm không thích đó. Dạ. Lâu mới có người thôi. Dạ, dạ nói không. Có bất hiếu không? Dạ không. Không hề, không có dạ. là không có. Mà không thích gì nữa không? Không thích cái này tới nhị tính nói mà sợ. Kệ, đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợt quá em không thích. Chân mày lợt. Đâu để tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân mày tôi đây trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Dạ. Mà chân mày ngon lành. Tóc tai còn không lo, đừng có chân mày vô đây. Dạ. Không thích chân mày lợt. Ừ. Cưng thiệt. Nhưng mà em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em phải đẹp giống như ai? Phải như thế nào? Thì mấp mép, khuôn mặt dễ nhìn, rồi dáng vẻ hiền lành. Rồi có gì làm không định gì đủ rồi. Trời ơi, nói thiệt luôn, giờ không cần hỏi cô bé này luôn á, chị khẳng định với em là những cái điều mà em muốn là 100% bên đây dạ, có. Dạ, em cảm như ơn. Luôn 101 dạ. luôn nè. Dạ. Hè, giờ để tôi hỏi bên đây. Bây giờ tôi hỏi khoan để tôi hỏi thằng trai tôi cái dạ. một cái lý do rất là kỳ, tự nhiên không thích chân mày lợt là sao? Dạ, giống như kiểu mà không có được lãng mạn á Linh. Ủa, chân mày lợt nó liên quan tới không lãng mạn. Dạ thì theo cá nhân em nghĩ là phụ nữ chân mày lợt thường thường giống như là không có độ lãng mạn. Dám đâu. Dạ. Chắc có là lý do ông gì coi không? Trong sách bói, sách tướng số rồi. Cái sách tướng số. Tướng số nói sao? Không, em không coi sách nhưng mà em hay suy nghĩ phụ nữ là chân mày lợt thì không có. Không có gì? Không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm xíu. Tôi kể tới đi, tôi kể tới đi. Phụ nữ làm chân mày lợt không lãng mạn lắm. Không thì em nghĩ thôi chứ không không lỡ là không sao, chứ không phải là mình không thích là mình không. mình chân mày gì không quan trọng. Dạ. Quan trọng là con người ta thôi. Dạ dạ. Đúng không? Có nhiều người đó, thích đàn ông hói. Người thích chân mày lợt. Bây giờ đầu tiên chút xíu mở rào là cái điều đầu tiên là tôi yêu cầu bạn qua kiểm chân mày bạn bên đây. Dạ. Là xong coi như là xong. Điều đầu tiên qua đây kiểm. Tôi coi trước á. Bị tóc ta bê mà bắt buộc phải qua kiểm. Không lợt đâu nha. Đậm á. Chân mày như hai cái kiếm nhật luôn. Thôi mà giờ. Thôi đâu trời ơi. Thôi được rồi. Dạ. Giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn em ạ. Bạn đâu? Thôi chào bạn. Dạ bạn xin chào. Dạ chị xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị ở đây. Thì lời đầu tiên thì cho em xin giới thiệu, em tên là Mỹ Lệ. Hiện em đang sống chung với bạn Hạnh. Đó. Thì đôi nét về bạn Hạnh là một người là sống rất là thiên về tình cảm, rất là có hiếu với bố mẹ. Đó. Nhưng mà có cái là trong chuyện tình cảm á, bạn rất là nhát, cực kỳ nhát luôn. Đó. Rồi hơi ngố một xíu nữa. Thì còn về bạn trai bên đây á Hạnh, thì lại thấy là bạn trai bên đây là đúng là cái người mà Hạnh đang tìm kiếm bấy lâu nay rồi đó. Đúng rồi đó. À, dạ. Đúng luôn ha. Thì hai bạn đã có cơ duyên để mà gặp nhau ở đây rồi, thì nên dành cho nhau thời gian nhiều hơn để tìm hiểu nhau. Hy vọng sang năm á sẽ nhận được một cái thiệp gì đó của Hạnh nha. Đúng rồi đó. Dạ, xin cảm ơn ạ. Chúc xin gặp một gái. Cái là nếu mà ưng cái là bấm liền luôn, khỏi cần chờ đếm nha. Bên đây là sẵn luôn rồi đó. Ừ. Dạ. Chỉ tao thích chứ mày lỡ thôi. Rồi, thằng trai đi với ai? Dạ, em có đi với một chị đồng nghiệp cơ quan mới nghỉ hưu. À, chị Hà. Rồi. Dạ. Chào chị. À, em xin chào anh Việt Linh và xin chào chị Hồng Vân. Dạ, đây bây giờ chị cũng thấy cái cô bé này rất là dễ thương, dễ thương nói chuyện nhỏ nhẹ, chân mày đậm theo ý em rồi đó. Mà nhưng bây giờ em cứ việc tiến tới đi và cho một cơ hội chị ăn đám cưới cho tụi em chứ. À, đúng dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Nói chung là hai đứa này nó tương đồng tương thích lắm nha. Bé kia là bị mặc cảm về cái mái tóc mà không có bồ, cô này là mặc cảm về cái mốc míp mà không có bồ. Đó không là biết gì đâu. Đó, đi tập ngon mà. Đi tập rồi, đi tập, đi tập rồi. Mà bữa nay tập mà phọt đẹp như vậy mà nó vẫn còn mặc cảm, nó coi chịu nổi không? Dạ. Bữa nào chỉ gì dân phương pháp tập đi. Đến đi. Rồi bây giờ mở rào nghe. Dạ. Mở rào nghe. Mở rào đi. Ưng một cái là bấm luôn em nghe, không mở rào. Cười gặp cái là cười vui vẻ liền. Dạ. Ê à.
Tới luôn, tới luôn. Dạ. Anh hôm nay đến đây có một món quà với một cái bó hoa, mà bó hoa này chân ra đây thì mở đèn gì nó đẹp hơn. Mở đèn chưa? Dạ. Mở chân lại cho đây đó. Dạ. Đó, quá trời đẹp rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi dạ. Mở món quà ra coi lại gì, đưa hoa cho. Để mở đi. Dạ. Để tắt công tắc đèn, để tắt công tắc. Để tắt công tắc. Dạ. Rồi. Món quà này là nước hoa. Dạ. Anh nghĩ em thích nước hoa. Dạ. Thì em tặng em nước hoa để em sử dụng để mình hẹn hò đi chơi cho vui. Dạ, cảm ơn anh ạ. Trời ơi, các mùi luôn. Dạ, nó combo 5 mùi, 5 hồi hương. Anh nghĩ em thích hết 5 mùi luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Em có một món quà tặng anh. Đây là cuốn sách Đáng Nhân Tâm. Dạ, em gửi anh. Dạ, em cảm ơn. Em thấy cuốn sách này ý nghĩa, đây là em muốn gửi tặng cho anh. Anh cũng thích đọc mấy cái này, tự anh sống thiên về đạo lý. Anh thích làm thơ về đạo lý lắm á. Em có nghe anh tặng em một bài thơ về đạo lý cho em nghe. Đọc luôn, đọc dạ, luôn. Có ạ. Để anh đọc bài thơ về đạo lý cho em nghe ha. Dạ. Tự anh có thích làm thơ nữa. Dạ, để mình hình đọc. Dạ. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, nỗi buồn nào cũng đến lúc qua đi. Vương vấn mà chi, suy nghĩ làm gì, cứ vui, cứ sống, cứ tình, cứ say. Có ai đâu mà sống mãi kiếp này, đời người ngắn ngủi hãy dành yêu thương. Cho nên mới có hai chữ vô thường, ai ơi hãy nhớ, hãy nhường nhịn nhau. Hãy yêu thương lấy tình nghĩa làm đầu, đừng sân si mà chửi nhau nặng lời. Khẩu nghiệp mình gieo tội lắm ai ơi, nhân quả là có, cuộc đời nặng mang. Dạ. Thơ tự làm luôn. Dạ đó. Dạ, em có khiếu làm thơ. Ồ. Dạ. Đó, đó cuốn sách đó. Người đọc người mở quà. Nó mở nắng nót lắm lên, mở dạ. Không xé, dạ. Gặp tôi nãy giờ xé banh ra rồi. Dạ. Em hy vọng bạn có thể đọc cuốn sách này vào anh mỗi đọc, sáng. Anh sẽ đọc nó. Dạ. À, rồi, dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Vâng, Dũng Linh, chờ ông được đưa quà, lọt có nhanh thôi. Dạ. Đưa đây. Rồi, dạ, cảm ơn ạ. Bây giờ em thích nghe gì không? Anh hát cho em nghe tặng trước, từ em thích nhạc gì? Dạ. Anh cứ gu anh là sở trường giọng cổ cái lương á, còn em thích nghe trẻ hay là bolero hay dân ca gì em anh cũng được hết. Dạ, nhưng mà giọng cổ thì số 1 hơn. Dạ, em muốn nghe cái đó. Giọng cổ ha. Dạ. Ngày tháng hôm nay anh thầm mong mơ tình muôn thuở, thầm ước mong sao cho mối duyên ta không gian dở bao giờ. Không cách không xa, không đợi không chờ, làm quen nơi đây như tình yêu cổ tích. Càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau. Ngồi ở chương trình này em đó anh đây, chỉ lặng nhìn nhau rồi trao lời tâm sự. Để đêm về anh thao thức tương tư, gom nhớ, gom thương, yêu thầm trong hư ảo. Rồi em gái đáp lại bài đi, đi xem. Dạ rồi, em hát không được hay nên là không sao, mọi không sao, người sao. Anh hát bù qua bù lại cũng được sao. Dạ. Em hát một bài, một đoạn trong bài Cảm ơn tình yêu ạ. Dạ. Lần yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi ngừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao nhìn nhau không nói nên lời là sao? Dạ. Dạ, anh thấy em thì hợp với anh. Hơi mất mép, hiền lành, dễ thương. Anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Nó nghe giọng nói là anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi anh nghĩ em là, nói chung là giống anh là quyết quan tâm với người lớn hơn là anh thích. Dạ. Còn anh tính nói với em một điều là anh có ý thức tự lập lắm. Dạ. Anh không có phụ thuộc nhiều người ai khác. Dạ. Anh thích thì tự mình tạo ra những cái giá trị tốt đẹp nhất cuộc sống cho mình. Chứ mình phụ thuộc người khác là mình bị động, mình phải tự chủ động thì nó hay. Thì về cái đó thì anh đã, tuổi thanh xuân anh đã làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ phát triển lên thôi. Nếu mà có hẹn hò tiến tới cuối cùng á thì phát triển lên, chứ không có bắt đầu số không. Nên có đó em, anh nói cho em để em hiểu yên tâm gì đó luôn. Chứ không phải là mình nói có nó không nó có. Tại anh có sao nói vậy à. Anh rất là tự lập. Nhà có điều kiện nhưng mà anh không phụ thuộc. Anh thích tự tạo ra của mình. Còn cha mẹ sau này có cho mình gì cho với mình, tự lo mình trước đi hay nhất. Dạ, rồi anh thêm hay. Nói một điều nữa là anh tới đây là với quan điểm rất là nghiêm túc, là đến đây là nghiêm túc kiếm vợ bấm nút chứ không có lên dạo chơi lãnh quà. Dạ, dạ. Đúng. Em cũng vậy ạ, tại vì khi mà tính em cũng nhát á, nên khi em đăng ký chương trình này là em cũng
giống như là quyết tâm để mình thử cho mình một cơ hội. Rồi. Chứ em cũng không đến mà để chơi hoặc là lên TV. Đúng, đúng, giống dạ. Đồng dân giống anh. Dạ, nếu mà được thì khoảng bao lâu các bạn có thể tiến tới? Thì theo anh á, nếu mà trong năm nay thì tốt, thì sợ em thôi chứ anh trong năm nay thì được chứ kéo dài thì anh thì ok, năm nay thì được. Chứ... Em thì khi mà mình tìm hiểu mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì có thể là cuối năm. Tại vì thì ba trong năm nay luôn? Dạ, ba mẹ okay. Em thì cũng hay hối em, mỗi lần mà gọi vào cho em á thì cũng hỏi là người yêu hay là đã có người yêu chưa? Dạ. Rồi những người mà lâu ngày gặp em thì cũng hỏi là lập gia đình chưa? Nên là nhiều khi cũng em nghe hoài em cũng hơi áp lực một xíu. Rồi. Quan điểm về con cái thế nào? Thì anh thì trước mắt một đứa đi. Dạ. Giờ còn để mình còn tính tiếp nữa chứ nói trước bước tới một đứa chứ. Em thì em không quan trọng mấy đứa. Tại vì em nghĩ là khi nuôi một người con mình phải có kinh tế ổn định. Rồi. Mình mới đủ điều kiện để chăm sóc con mình. Khi mà kinh tế mình ổn định thì mình có thể sinh 2, 3, 4 vậy. Em đều chấp nhận được ạ. Nói chung em là hợp với anh thấy rất là ok á. Anh sẽ bấm nút á. Nhưng mà giờ trước khi anh tới cái vụ đó á, thì anh sẽ hát cho em một câu cải lương ngắn cho mọi người đi vui luôn. Từ tới đây là cái gu anh là sở trường giọng cổ. Thì giọng cổ thường nó buồn lắm. Nhưng mà anh cố gắng tìm ra những cái đoạn này vui vui tặng. Dạ. Nha. Tiến tới nắm tay của hát tặng cổ luôn. Nhìn thẳng vô cái hát luôn. Rồi. Anh hát cải lương nha. Dạ. Em đúng là người mẫu mực, em như là thần tượng của anh. Hết thấy bà con lôi xóm xa gần, ai cũng đều mến em. Nhớ một mình em cũng đủ lắm rồi, nên chẳng cần nhớ ai. Rồi, bây giờ nè, đứng nguyên, hai người đứng nguyên. Đứng ngay nguyên đi, bây giờ cứ nắm tay, hai nắm tay như nãy coi. Đó, nhìn thẳng mắt nhau đi. Trái tim của bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Em rất là thích em Hạnh. Thì anh chúng ta cùng bấm để cơ hội để cuối năm nay tiến tới. Trời ơi, cưới luôn đó, không tìm hiểu gì hết. Em quánh giá luôn. Quánh giá thế nào về bộ chân mày? Đúng rồi. Chính xác, mình đi nhìn chân mày đi. Chân mày em có trang điểm, chân mày người ta có trang điểm rồi đó. Nói chung là cái đó về lý thuyết, còn thực tế thì có thể là mình không có nên quan trọng vấn đề. Đang nói về vấn đề sở thích thì mình nói thiệt thôi, chứ nói dối lòng làm gì. Nếu về cũ bôi cái make up ra, chân mày nó lập nhất thì sao? Dạ chắc Hạnh chắc biết ý chứ không có để vậy đâu. Dạ. Bây giờ có thể đi xăm mà. Đúng rồi. Dạ. Nói chung anh thấy không. Em đẹp theo ý anh được á. Chân mày em đậm rồi, anh yên tâm đi ạ. Chân mày em, nói chung không phải chân mày không mà là em là cái mẫu người anh thích rồi đó. Đúng luôn á, dạ. Thiệt luôn á. Dạ thích. Hai cái khuôn mặt này là không có giống nhau nhưng mà dạ. Có cái nét phu thê kỳ rồi. Lắm. Em cảm nhận thấy nào người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh ấy coi. Em cảm thấy anh là chân thật. À, người để mình có thể tin tưởng được. Rồi, anh cảm ơn. Dạ. Hãy nói rút ruột, rút gan của mình ra về nhau đi. Thì mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Anh nghĩ chúng ta hợp rồi đó. Còn tìm hiểu là cái đó giống như là một cái gì đó nó thêm chút xíu thôi. Dạ. Chứ thật sự ra là hợp rồi. Chứ từng tuổi này thì nó cũng có một cái gì đó nó không nên quá khắt khe. Dạ. Anh nghĩ nên cơ hội là tốt nhất cho cả hai. Dạ. Rồi, em về ghế bấm. Không còn gì để nói nữa. Dạ. Rồi. Thích bấm nút luôn. Nút đây. Các bạn thấy cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, bấm luôn, bấm nút luôn, không chờ đợi gì cả. Rồi xong bấm đó. Rồi. Còn. Bấm luôn rồi thôi, rồi tôi với ông. Hỏi luôn. Dạ. Bấm luôn. Cho nó gọn. Dạ. Đó. Thích nhau quá rồi bấm luôn, nắm tay luôn. Rồi, hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, anh xin. Đúng rồi. Không. Thiệt mà. Thiệt mà. Thiệt mà. Làm tới luôn. Anh không biết. Anh hoành tráng vậy ạ? Không. Không được. Không được, phải hôn tráng là cha, hôn con. Còn đây là bạn trai hôn bạn gái. Đó, dễ nhẹ nhàng cái nào, ra, lâu rồi. Lâu chút nha. Nào, đó nhẹ nhàng, vô. Đó, một tay. Lâu lâu chút. Bóp cổ, có bóp cổ nghe Linh, có bóp cổ. Dạ, dạ được. Có bóp cổ được. Dạ, có. Có bóp ép vô luôn. Đấy, đó, ta nói là có duyên, có phần, nó vậy, dạ. Nó nhanh lắm. Dạ. Chỉ cần nhìn thấy nhau đã yêu nhau rồi. Dạ. Cưới vợ là cưới liền tay. Dạ. Trong năm nay á, trong năm là nay. Rớt liền. Bây giờ này 31, 38 rồi. Đúng dạ. Rồi. Đúng không? Dạ. Không thời gian, không chờ đợi nữa. Bây giờ hứa với ba mẹ của bạn gái gì đi, coi như ba mẹ bạn gái đang theo dõi truyền hình đó. Dạ, con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu làm quen em Hạnh để tiến tới hôn nhân nghiêm túc trong năm nay. Con hứa là sao? Con hứa sẽ yêu thương, lo lắng và bảo đảm hạnh phúc. Bởi vì con là người có ý thức tự lập nên hai bác cứ yên tâm. Dạ. À, Hạnh không nói gì với ba mẹ của
Dạ con chào hai bác ạ. Hôm nay con với anh gặp nhau ở đây là một cái duyên. Thì con với anh sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà có duyên thì tụi con sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Được rồi. Hai đứa sớm sớm thông báo tin vui chương trình nha. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt rồi đó.